Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Hoa Lan của mình. Như đã hứa với mọi người, khi nào cái chậu lan phụ nữ nó nở thì mình sẽ làm video mời mọi người cùng xem. Thì hôm nay mình thấy nó đã bắt đầu bung lụa rồi mọi người, nó đã bắt đầu nở rồi. Cũng rất là dễ thương ha các bạn. Hoa phụ nữ thì rất là đẹp, nhưng mà mình nhận thấy là nó chưa có sai hoa bằng những cái chậu lan phụ nữ của mình ở dưới. Vì là cái này mình mới trồng đấy các bạn. Mình có làm video chia sẻ cách trồng chậu lan này này. Thì đúng là vũ nữ có khác ha, tung tăng rất là hồn nhiên luôn, rất là đẹp luôn. Đó, nếu mà mọi người nhìn thấy thì mọi người sẽ thấy là rất là đẹp. Váy rất là đẹp nè, áo rất là đẹp nè, vương miện cũng rất là đẹp luôn. Đó, màu sắc hài hòa cân đối trên một bông hoa rất là đẹp. Nó chưa được có sai hoa mấy mọi người. Mình sẽ ráng chăm cho chậu này thật nhiều cành hoa. Tại vì mình mới trồng thì dĩ nhiên nó ra được hoa vậy là cũng rất là mừng rồi ha. Bộ rễ rất là khỏe luôn. Các bạn thấy mình trồng rất đơn giản, mút rất là nhiều, có ít vỏ thông thôi và rất là khô luôn á. Mà bộ rễ rất là khỏe ha. Đó, mình ôi giời, mình dốc chậu cái vỏ thông nó đẩy chảy ra. Thì cái hàng phụ nữ này mình, nếu mà nhà bạn nào mà có thì các bạn cũng biết rồi, nó rất là dễ chăm sóc luôn. Cho nên là chúng ta cứ cho nó ăn nắng nhiều đi. Và tưới phân thì không cần những cái giống các loại lan khác đâu, không cần cầu kỳ đâu mọi người. Chúng ta chỉ cần định kỳ 10 ngày, một tuần đến 10 ngày. Bây giờ 10 ngày mình mới tưới phân cho em ấy một lần. Lúc mới trồng thì mình cũng siêng tưới. Lúc mới trồng thì 3 ngày mình tưới một lần, vì để cho cây nó quen dần với môi trường. Và mình lúc mới trồng thì mình cho tưới thật loãng thôi mọi người. Tất cả các loại lan đều vậy nha. Khi mới trồng hoặc khi mới thay chậu mình nên tưới loãng. Mình tưới loãng ra cho nó ăn ít thôi. Mà nó cho nó ăn ít thôi mà mình chịu khó cho nó ăn làm nhiều lần. Ví dụ như bình thường định kỳ 5 ngày đến 1 tuần mình nên tưới phân một lần. Nhưng khi mới trồng thì cũng có thể 2 đến 3 ngày là chúng ta phải tưới phân một lần thì cây nó ra rễ nhanh hơn, thì nó phục hồi cây rất là nhanh luôn. Ví dụ như bình thường mình tưới 1 gam, mới trồng mình chỉ tưới nửa gam. Vậy đó, là mình cho ăn ít nhưng mà cho ăn làm nhiều lần thì cây nó sẽ hấp thu nhanh hơn. Đó là mình chăm lan mình hay chăm vậy ha. Các bạn thấy cái nước của mình nó bị vôi nè mọi người nè, bị phèn nè mọi người nè. Đó, khi chúng ta xoa xoa cái lá mà nó có cái này là nước bị phèn nha. Nước bị phèn thì không tốt cho cây lan đâu mọi người ơi. Đó, nước nhà mình bị phèn rất là nhiều luôn á. Đó, về bộ rễ rất là khỏe rồi. Bây giờ thì các bạn có thể bỏ phân tan chậm được rồi. Chút xíu nữa chắc mình cho em ấy mấy viên phân tan chậm. Phân tan chậm loại nào cũng được, nhưng mà mọi người nên, nếu mà bỏ phân dê hoặc phân trùn quế hoặc phân Hùng Nguyễn hay phân gì cũng được, nhưng mà mọi người nên nên cho xa xa gốc ra. Và những cái loại phân đó các bạn nên lựa cái loại phân nén thịt chắc nha, để phân viêng phân nó, mình tưới nước vào nó không bị rã ra. Nếu nó không rã ra thì nó không bị bết thì cây lan rất là thoáng rễ và rễ phát triển rất là tốt luôn. Và chúng ta có thể tưới, ví dụ như tưới bây giờ thì chăm sóc định kỳ mình có thể tưới 20 đều cũng được. Còn cây vũ nữ nếu mà muốn kích ra hoa thì mình nên tưới kali nha mọi người, kali cao nha. Kali cao, super kali 13046 á thì sẽ kích thích cây lan vũ nữ, cây kiếm và nói chung là những cái cây mà nó ra hoa ở dưới gốc này này. Nó ra hoa ở dưới bẹ lá dưới gốc này chứ không phải ra hoa trên ngọn. Đặc biệt cây vũ nữ và cây kiếm thì ra hoa ở dưới nách lá dưới gốc ha, chứ nó không ra trên ngọn, giống cây dendro, giống cây nói chung là nó không ra hoa trên ngọn vậy đó. Mình nói cho các bạn dễ hiểu, nói theo kiểu nhà nông á. Đó. Đó, các bạn thấy bộ rễ đẹp không? Cái cây vũ nữ này ghép lên cây cau rất là hợp nha mọi người. Mình ghép cây cau hoa nhiều lắm. Mình chăm sóc nó và hoa nó nhiều, hoa nó rất là sai hoa luôn. Cành hoa nó dài, nó to chứ nó không phải là giống cái này đâu. Và đặc biệt cái dòng vũ này ư này là lan vũ nữ và lan cát là rất là ưa nắng. Nói chung là tất cả các loại lan thì đều cần phải có nắng, nhưng mà ưa nắng nhiều nhất á là Hoàng Lạc cũng ưa nắng đó mọi người. Rất là nhiều loại ưa nắng ha. Thì chúng ta cứ cho nó có nắng đi, nhưng mà nắng dưới một lớp lưới che đó. Ví dụ như lưới che, lưới xanh đó là nó nắng nhiều nè, lưới đen thì nắng ít nè. Vậy đó, chúng ta có thể lúc chúng ta đi mua lưới thì chúng ta có thể hỏi người bán đó. Thì mình, người ta sẽ tư vấn cho mình là lưới bao nhiêu phần trăm, bao nhiêu phần trăm. Lưới xanh thì hình như 50% ánh sáng hay sao á. Thì mình che lưới xanh thì
cây nó sẽ quang hợp tốt hơn, nó nói chung nó nhiều nắng hơn, còn lưới đen thì nó cũng nó mát hơn hay sao á. Nhưng nhà mình ở dàn lan dưới thì mình che lưới xanh thì mình thấy cây phát triển rất là tốt. Nhưng mà lưới xanh có một cái không hay, đó là khi chúng ta chăm lan á, khi ra hoa chúng ta cũng muốn chụp hình thì có cái lưới xanh nó hay phản, nó không lên hình, nó không có đẹp. Cho nên mình làm video nó không có đẹp. Đợt này mình sẽ phải thay lưới, và lưới thì cũng đã rách hết rồi. Cho nên mình sẽ thay lưới và mình sẽ sửa lại, thì mình sẽ làm video ở dưới cho mọi người xem. Ý là mọi mình cùng chia sẻ đam mê để cho các bạn, những bạn mới tập chơi thôi nha, còn bạn nào mà chơi lan lâu rồi thì các bạn có thể bỏ qua những cái video của mình cũng được. Còn nếu mà mọi người yêu mến mình thì hãy cho mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh để đồng hành cùng mình nha các bạn. Tình hình cập nhật lại cho cây, cho mọi người xem là cây này mình đã trồng được gần 3 tháng rồi và hoa nó đã rất là đẹp ha. Thì mình thấy 3 tháng mà hoa ra như thế này mình cũng thấy là tạm ổn rồi ha. Lần sau mình sẽ ráng chăm cho hoa nó đẹp hơn. Nói chung là mình cho ăn nắng rất là nhiều nha mọi người. Các bạn nhìn dàn lan của mình là các bạn biết rồi ha, rất là khô và rất là nắng luôn. Buổi trưa mình phải phun sương đó mọi người ạ. Nếu mà chúng ta mà nắng quá thì chúng ta phải nên phun sương, vì ở miền Nam rất là nắng luôn, nắng rất là gắt luôn. Cho nên là mình phải phun sương, vì là dàn mình trên mái nhà mà, cho nên mình phải phun sương. Tất cả đều bằng khung sắt rất là nóng, và mái tôn thì rất là nóng luôn mọi người nè. Đó, mái tôn đó, cho nên mình phải phun sương. Hay những cái chậu lan mình mới làm thì mới trồng đây thì mình phải để cho nó gần cái khay nước cho nó mát, nó bốc hơi ẩm lên nó mát đó mọi người. Nói chung mình phải tạo cho nó một cái tiểu khí hậu cho nó quen, nó quen với môi trường để nó sinh sống. Cho nên là cây nó mới phát triển tốt được. Nhà các bạn cũng vậy ha, mình nên cho nó một cái môi trường nào mà thuận lợi cho cây lan sống thì cây nó sẽ phát triển tốt. Cảm ơn tất cả mọi người đã coi video của mình nha. Chúc mọi người luôn thành công với những đam mê. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.